Xin kính mời cùng đoàn đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho rất Thánh Đường bà Maria. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Này tôi là tôi tớ Đức Chúa Trời. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Chốc ấy ngồi thứ hai xuống thế làm người. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Lạy rất Thánh Đường Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm người. Thì xin vì công ơn con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây thánh giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Lạy trái tim cực Thánh Đức Chúa Giêsu, con nhờ trái tim cường sành Đức bà Maria mà dâng cho trái tim Chúa mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền vì tội lỗi con mà cầu nguyện theo ý Chúa. Khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ, con lại dâng các sự ấy cho Chúa, có ý cầu nguyện cách riêng cho an tử vốn xúc phạm nghiêm trọng đến phẩm giá con người, bị hủy bỏ trong hiến pháp của các quốc gia trên toàn thế giới. Lạy Chúa, xin ban cho con được ăn các ân xá bởi những việc lành con làm trong ngày hôm nay, mà những ân xá nào có thể chỉ cho các linh nơi luyện ngục đường, thì xin Chúa cũng ban cho các linh hồn ấy. Lạy Chúa, con tin thần có một Đức Chúa Trời là Đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thần Đức Chúa Trời có ba ngôi, đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy,
thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thần vô cùng, đã phán truyền cho hội thánh an. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. An. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự. Vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lạy vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con mà cho con Chúa ra chịu nạn chịu chết vì con. Phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cái bao nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng an. Đạo đức Chúa Trời có 10 điều răn. Thứ nhất, thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự. Thứ hai, chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Thứ ba, giữ ngày Chúa Nhật. Thứ bốn, thảo kinh cha mẹ. Thứ năm, chớ giết người. Thứ sáu, chớ làm việc tà dâm. Thứ bảy, chớ lấy của người. Thứ tám, chớ làm chứng dối. Thứ chín, chớ muốn vợ chồng người. Thứ mười, chớ tham của người. Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ. Chưa kinh mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen. Hội thánh có 6 điều răn. Thứ nhất, dâng lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ bùa. Thứ hai, chớ làm việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ bùa. Thứ ba, xưng tội trong một năm ít là một lần. Thứ bốn, chiêu mình thánh Đức Chúa Giêsu trong mùa phùng sinh. Thứ năm, giữ chay những ngày hội thánh bùa. Thứ sáu, kiêng thịt ngày thứ sáu cùng những ngày khác hội thánh dậy. Đạo đức Chúa Trời có 7 phép bi tinh. Thứ nhất là phép rửa tội. Thứ hai là phép thêm xương. Thứ ba là phép mình thánh Chúa. Thứ bốn là phép giải tội. Thứ năm là phép sức dầu thánh. Thứ sáu là phép truyền chứng thánh. Thứ bảy là phép hôn phối. Họ hay thưa người có mấy môi? Thưa có 14 môi. Thường thân xác 7 môi. Thường linh hồn 7 môi. Họ hay 7 môi thường thân xác là gì? Thưa là thứ nhân cho kẻ đói ăn. Thứ hai cho kẻ khát uống.
thứ ba cho kẻ ranh rưới ăn mặn, thứ bốn viếng kẻ liệt cùng kẻ tù ra, thứ năm cho khanh đô nhà, thứ sáu chuộc kẻ làm tôi, thứ bảy chôn xa kẻ chết. Hỏi bảy mối thương linh hồn là gì? Thưa là thứ nhân, cầu nguyện cho kẻ có tội. Thứ hai, dạy đạo cho người chưa biết. Thứ ba, yên ủi kẻ âu lo. Thứ bốn, khuyên người làm điều thiện. Thứ năm, tha cho kẻ khinh dễ ta. Thứ sáu, nhìn kẻ làm mất lòng ta. Cầu cho kẻ sống và kẻ chết. Hỏi ta mỗi phút thật là gì? Thưa là thứ nhân, phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Thứ hai, phúc cho ai hiền lành, vì trái đất là phần gia tài họ. Thứ ba, phúc cho ai phải than khóc, vì sẽ được an ủi. Thứ bốn, phúc cho ai đói khát chân lý, vì sẽ được no đủ. Thứ năm, phúc cho ai thương người, vì sẽ được người thương lại. Thứ sáu, phúc cho ai sống trong sạch, vì sẽ được thấy mặn chua. Thứ bảy, phúc cho ai ở hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Chúa. Thứ tám, phúc cho ai bị bánh hai vì Chúa, vì nước trời sẽ là gia nghiệp của họ. Xin kính mời cộng đoàn nghe lịch công giáo. Hôm nay ngày 4 tháng 9 năm 2022, Chúa Nhật thứ 23 thường niên, quan thầy của họ một, họ Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh. Ngày 5 thứ 2, ngày 6 thứ 3, ngày 7 thứ 4, ngày 8 thứ 5, lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria lễ kính. Ngày 9 thứ 6, ngày 10 thứ 7, lễ Tết Trung Thu cầu cho thiếu nhi. Ngày 11 Chúa Nhật thứ 24 thường niên. Kính thưa cộng đoàn, trong tuần này, ngày 8 thứ 5 lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria lễ kính, và ngày 10 thứ 7 Tết Trung Thu lễ cầu cho thiếu nhi. Kính thưa cộng đoàn, Ban trì sự giới hiền mẫu xin được thông báo. Kính thưa quý bà, quý chị em giới hiền mẫu giáo xứ Bảo Thì, thấm thoát từ ngày dịch bệnh Covid bùng phát cho đến nay đã gần 2 năm trôi qua, với biết bao sự thay đổi về mọi mặt trong đời sống và sinh hoạt trong giáo xứ của chúng ta cũng không ngoại lệ. Trong đó, sinh hoạt huấn giáo đầu tháng của giới hiền mẫu cũng tạm ngưng sinh hoạt, và đến nay mọi việc trong giáo xứ đã trở lại bình thường. Vì vậy, Ban trì sự giới hiền mẫu xin được thông báo và kính mời quý bà, quý chị em trong giới cùng tham dự giờ huấn giáo vào sau giờ thánh lễ chiều Chúa Nhật hôm nay, ngày 4 tháng 9 năm 2022, tại Hội trường Thánh Nữ Teresa của giáo xứ. Ban trì sự giới hiền mẫu xin quý bà, quý chị em hy sinh bớt chút thời gian sắp xếp công việc để cùng tham dự giờ huấn giáo của giới. Giao hôn phối. Có anh Giuse Trần Việt Kha, sinh năm 1991, con ông Giuse Trần Văn Đàm và bà Maria Phạm Thị Vân, hiện đang ngủ tại họ Thánh Martino giáo xứ Bảo Thì, giáo phận Xuân Lộc. Xin được kết hôn với chị
Trương Thị Nguyệt Dự Tòng, sinh năm 1997, con ông Trương Thân và bà Huỳnh Thị Hằng, hiện đang ngủ tại giáo xứ Xuân Sơn, giáo phận Nha Trang, rao lần thứ ba. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay chúng ta hân hoan mừng kính Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh Tự Đào. Thánh nhân là người sống trong ơn gọi gia đình. Cuộc đời của Ngài là những chuỗi ngày được dệt bằng những hy sinh, kinh nguyện và công việc tông đồ. Trong vai trò trùm họ của giáo xứ Thổ Hà, Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh đã gia nhập dòng Ba Đa Minh và đã rửa tội cho nhiều người trong giờ hấp hối, đặc biệt là trẻ em. Nhìn vào đời sống đức tin nơi Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, mỗi người chúng ta còn có thể nhận thấy từng biến cố vui buồn, lời kinh của Thánh nhân như những chuỗi hạt nhiệm màu của cuộc đời Chúa Giêsu và mẹ Maria. Lúc vui tươi, lúc sáng trong, lúc mừng rỡ hân hoan, nhưng cũng có lúc đầy đau thương và sầu khổ. Mừng kính Thánh Tự Đạo Giuse Hoàng Lương Cảnh hôm nay cũng là dịp để chúng ta cùng nhìn lại bằng chứng hùng hồn về sức mạnh của Thiên Chúa, được thể hiện qua chính sự yếu đuối của con người, để nhờ đó mỗi người trong giáo xứ chúng ta luôn biết noi gương theo Thánh nhân, siêng năng dâng những lời kinh đơn sơ và sẵn sàng biến cuộc đời mình thành lời kinh nguyện sống động dâng lên Thiên Chúa. Trong tâm tình hiệp thông, chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho mọi người, đặc biệt giáo họ Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, nhân ngày lễ mừng kính Thánh Quan Thầy. Xin cho mỗi thành viên trong giáo họ luôn biết can đảm làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, sẵn sàng tự đạo bằng sự dấn thân, phục vụ và hy sinh, hầu trở nên những Kitô hữu mẫu mực và là chứng tá đức tin vững mạnh cho tình yêu của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn cùng đứng để chúng ta bước vào thánh lễ. Thank you.
phụng vụ rất thân mến. Hôm nay chúng ta cùng với giáo hội bước qua tuần lễ thứ 23 mùa thường niên, và trong sứ điệp lời Chúa hôm nay, Chúa mời gọi tất cả mỗi người chúng ta, tất cả những ai là môn đệ của Chúa Kitô bước đi theo Chúa, thì hãy biết từ bỏ tất cả mọi sự để bước theo Chúa, vác thập giá hàng ngày mà theo Chúa. Đó là điều kiện để chúng ta trở nên môn đệ thân tín của Ngài. Thánh lễ hôm nay chúng ta cùng với giáo họ một hướng đến để mừng kính lễ quan thầy Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, một vị lương y, một vị trùm mẫu mực và là một người giáo dân đạo đức. Chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta cầu nguyện cho các gia đình trong giáo họ một, cho những người còn sống cũng như đã qua đời. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cũng hợp ý với những người xin lễ, cầu nguyện cho 6 linh hồn Giuse, 6 linh hồn Maria, cho linh hồn Joachim, cho linh hồn Maria Phạm Thị Cúc, cho 3 linh hồn Anna, linh hồn Francisco Xavier, một gia đình tạ ơn Chúa qua mẹ Maria và thánh cả Giuse, xin chỉ như ý. Cầu nguyện cho các linh hồn thai nhi, các linh hồn mồ côi. Một gia đình xin tạ ơn Chúa nhân dịp có con được rửa tội. Một gia đình cầu được bình an. Và để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa thương chấp nhận, chúng ta hãy thành tâm ăn năn sám hối. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm và thiếu sót để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi, xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúa, vì tình quang cao cả.
Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử. Xin lấy tình cha mà âu yếm đoái nhìn. Này chúng con là những kẻ tin kính Đức Kitô. Xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đang hướng ra nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách khôn ngoan. Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa? Hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn? Vì những ý tưởng của loài hay chết thì mập mờ, và những dự định của chúng tôi đều không chắc chắn. Là xác hay hư nát làm cho linh hồn ra nặng nề, và nhà bụi đất làm cho lý trí hay lo lắng nhiều điều ra nặng nề. Chúng tôi ước lượng cách khó khăn các việc dưới đất và khó nhọc tìm thấy những sự trước mắt. Còn những sự trên trời, nào ai khám phá ra được? Ai hiểu thấu thánh ý của Chúa? Nếu Chúa không ban sự khôn ngoan, và ai sai thánh thần Chúa từ trời cao xuống? Như thế, mọi đường lối những kẻ ở dưới đất được sửa lại ngay thẳng, và loài người được học biết những sự đẹp lòng Chúa. Vì, lạy Chúa, những ai sống đẹp lòng từ ban đầu thì được ơn cứu độ nhờ sự khôn ngoan. Đó là lời Chúa. Xưa mãi luôn.
cho con dân, hướng lòng từ nhân nơi Ngài mãi luôn, và cùng cố buôn việc đoàn con tin Ngài ơi, Ngài thấy con đương thân hận đau của bao thế hệ, từ ngàn xưa mãi luôn mãi sau. Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Philemon. Con thân mến, Phaolô già nua hiện đang bị cầm tù vì Đức Giêsu Kitô. Chắc này xin con cho Enesimo, đứa con cha sinh ra trong xiềng xích. Cha trao nó lại cho con. Phần con hãy đón nhận nó như ruột thịt của cha. Cha cũng muốn giữ nó lại để thay con mà giúp đỡ cha trong lúc cha bị xiềng xích vì tin mừng. Nhưng vì chưa biết ý con nên cha không muốn làm gì. Để việc nghĩa con làm là một việc tự ý, chứ không bị ép buộc. Vì biết đâu nó xa con một thời gian, để rồi con sẽ tiếp nhận muôn đời, không phải như một người nô lệ, nhưng thay vì nô lệ thì như một người anh em rất thân mến, đặc biệt đối với cha, huống chi là đối với con, về phần xác cũng như trong Chúa. Vậy nếu con nhận cha là bạn hữu thì xin con hãy đón nhận nó như chính mình cha vậy. Đó là lời Chúa. Khi ấy có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, người ngoảnh lại bảo họ rằng: Nếu ai đến với ta mà không bỏ cha mẹ vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta. Và có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi. Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem 10.000 quân ra đương đầu với đối phương dẫn 20.000 quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hòa. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có thì không thể làm môn đệ ta. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói lên một cách quả quyết, rõ ràng và dứt khoát: Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mọi sự, vác thập giá hằng ngày mà theo ta. Chúng ta thấy điều kiện để theo Chúa có hai điều kiện, đó là từ bỏ
và vác thập giá hàng ngày. Thứ nhất, chúng ta nói đến từ bỏ. Trong cuộc sống hàng ngày, có biết bao nhiêu lần chúng ta chọn lựa, và mỗi lần chọn lựa là một lần từ bỏ. Có chọn, có lựa thì cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ. Chọn cái này thì đồng thời phải bỏ cái kia. Có những lúc chọn được nhiều và chúng ta bỏ đi ít. Cũng có khi chúng ta chọn được ít mà thôi, nhưng phải bỏ đi rất nhiều. Cũng có khi, và từ bỏ nào cũng có nhiều tiếc sót. Không tiếc thì sót, mà không sót thì chúng ta cũng tiếc. Chỉ khi nào bỏ đi những gì thật sự không có giá trị với cuộc đời mình, với chính bản thân mình, thì lúc đấy chúng ta mới chẳng tiếc sót làm gì. Để làm môn đệ Chúa Kitô, điều kiện tiên quyết là phải từ bỏ. Và Chúa nói từ bỏ mọi sự mà theo ta. Không phải bỏ một, nhưng là bỏ rất nhiều. Mà nhiều cũng chưa nói lên đủ ý nghĩa, cho bằng là phải từ bỏ tất cả. Và tất cả những gì đó nó nguy hại, nó cản trở việc chúng ta đi theo Chúa. Người đi tu thì có những từ bỏ của người đi tu. Kẻ sống đời thường cũng phải từ bỏ nếu muốn theo Chúa trọn đời. Bậc sống gia đình có những từ bỏ của bậc sống hôn nhân gia đình. Bé thì có những từ bỏ bé nhỏ để rèn luyện nên người và nên thánh. Lớn tuổi thì có những từ bỏ của nhiều cám dỗ hơn, về của cải, tiền tài, vật chất, danh vọng, chức vị. Và những cám dỗ của những đam mê tội lỗi cũng cần phải từ bỏ để chúng ta có khả năng đi theo Chúa. Vậy nên mỗi người cần nhận định xem đâu là những tội lỗi, đam mê tôi cần từ bỏ để mà đi theo Chúa. Những tật xấu nào đang bám víu lấy tôi mà tôi cần phải từ bỏ một cách dứt khoát. Và hiện trạng nào đang làm cho gia đình tôi bất hòa, chia rẽ, tan nát và mất đi hạnh phúc mà tôi cần phải điều chỉnh lại. Xét mình là đặt câu hỏi cho mình để mình nhận ra những lỗi lầm, những thiếu sót mà quyết tâm sửa bỏ và dốc lòng chừa cải. Từ bỏ tội lỗi, những thói hư, tật xấu chỉ mới là điều kiện cần, chứ chưa đủ để làm môn đệ Chúa Kitô. Và muốn đủ thì phải có thêm một điều kiện nữa, đó chính là vác thập giá hàng ngày mà theo Chúa. Về việc vác thập giá, thập giá chính là biểu tượng của tình yêu. Và trên cây thập giá, Chúa đã thể hiện tình yêu tột cùng dành cho nhân loại. Vác thập giá, Chúa đã vác cả tội lỗi, cả đam mê của nhân loại trên vai của Ngài. Cùng với mọi tín hữu, Ngài mời gọi cùng vác với Ngài thập giá đam mê của tội lỗi, để cùng đóng đinh tín xác thịt và tất cả những tật xấu ấy vào thập giá của Ngài. Nếu hiểu thập giá là những hy sinh Chúa dành cho nhân loại, cho người mình yêu, thì vác thập giá chính là những hy sinh của tôi vì lòng yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân. Nếu thập giá là những đau khổ, thì chính Chúa đã vượt qua những đau khổ để tiến vào vinh quang, để mang lại nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Và noi gương Đức Kitô, mỗi người tín hữu cũng hãy vượt thắng những đau khổ hàng ngày để mang lại niềm vui cho nhau, để vinh quang Chúa được thể hiện qua đời sống của mỗi người chúng ta. Hôm nay tất cả mọi người chúng ta cùng hiệp với giáo họ một mừng kính Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, một lương y, một vị trùm và cũng là một vị tử đạo, người đã bước theo Chúa đến cùng bằng sự từ bỏ và vác thập giá cuộc đời mình theo Chúa. Câu nói xác tín của Ngài
dù phải trăm ngàn sự đau đớn bởi đòn vọt hay phải chết, thì tôi xin sẵn sàng cam chịu. Ngài là một thầy lang nổi tiếng hiền lành, tận tụy với bệnh nhân và thường chữa bệnh miễn phí cho những người nghèo. Tuy sống ơn gọi gia đình, nhưng những ngày sống của cụ lang y được dệt bằng kinh nguyện và công việc tông đồ. Trong vai trò là chùm họ của giáo xứ Thổ Hà, ông chùm Cảnh đã gia nhập dòng Ba Đa Minh và Ngài đã rửa tội cho rất nhiều người khi người hấp hối. Đặc biệt là Ngài rửa tội cho những trẻ em. Năm Ngài 74 tuổi thì bị một ông hương trong làng xin lòng gan tị. Khi thấy dân làng quý mến ông, nên vị hương này tố cáo với quan lớn kết tội ông chùm tàng trữ đồ đạo và chứa chấp đạo trưởng trong nhà. Cụ chùm Cảnh không biết điều này, nên khi có người mời đi chữa bệnh và rửa tội cho một em bé thì Ngài liền đi ngay. Sống trong thời cấm đạo, chắc chắn cụ biết rõ đi lúc này là rất nguy hiểm, nhưng cụ vẫn nhất quyết đi để cứu các linh hồn. Khi đến bến đò Thổ Hà thì quan quân kéo đến đóng gông và giải cụ về trại giam Bắc Ninh cùng với cha Phêrô Nguyễn Văn Tự, thầy Đa Minh Úy, ba ông trùm khác và một người giáo dân. Cho đến ngày 12 tháng 7 năm 1838, khi quan bắt tù nhân bước qua ảnh thánh giá, cụ đã can đảm quỳ xuống. Thay vì bước qua thánh giá thì cụ hôn lấy thánh giá Chúa Kitô. Rồi một lần khác, cụ bị dụ dỗ chối bỏ đức tin, và cụ đã trả lời với quan lớn rằng: "Tôi đã giữ đạo từ nhỏ, nay các quan bảo tôi bỏ thì dứt khoát là không thể được. Dù phải trăm ngàn sự đau đớn bởi đòn vọt hay phải chết, thì tôi xin sẵn lòng cam chịu." Đến ngày 5 tháng 9 năm 1838, cụ chùm Cảnh khoác lên mình áo dòng Ba Đa Minh và nâng niu trên tay ảnh thánh giá mà cụ đã từng hôn kín nhiều lần trong tù. Cụ bước đi chậm rãi và vất vả vì tuổi già, nhưng vẫn bình thản để tiến ra pháp trường. Cụ bị án trảm quyết tại pháp trường Cổ Mễ, cách tòa giám mục Bắc Ninh khoảng 5 km. Theo lệnh quan, người ta phải chôn xác cụ gần nơi xử tử, và đêm thứ hai một số người lương dân ra đào lấy xác Ngài và bán lại cho giáo dân Thổ Hà 36 quan, và giáo dân đã rước Ngài về an táng tại nhà thờ họ của mình. Hiện nay hài cốt của Ngài được lưu giữ trong nhà thờ họ Hương La, giáo xứ Tử Nê, giáo phận Bắc Ninh. Ngài được suy tôn chân phước vào ngày 27 tháng 5 năm 1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Chúng ta noi gương cụ chùm Giuse Hoàng Lương Cảnh, và cũng là đáp lại lời mời gọi của Thầy Giêsu, đó là chúng ta biết từ bỏ tất cả mọi sự, vác thập giá hàng ngày mà theo Chúa, từ bỏ những đam mê tội lỗi, từ bỏ những gì đang cản trở con đường chúng ta theo Chúa, để sẵn sàng hy sinh vác thập giá hàng ngày mà theo Chúa cho đến trọn đời, noi thương theo cụ chùm Giuse. Chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, và chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả mọi người đang sống trong bậc sống của mình cũng luôn biết vác thập giá hàng ngày mà theo Chúa. Amen. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, yeah.
Anh chị em thân mến, chỉ mình Chúa Giêsu mới có quyền đòi chúng ta phải từ bỏ mọi sự để theo Người, vì Người là Chúa, là đấng cứu độ, là thẩm phán, là đấng ban cho cuộc đời chúng ta ý nghĩa và sự sống đời đời. Với lòng cậy trông, chúng ta dâng lời nguyện xin. Chúa nói: ai không vác thập giá mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta. Xin cho các mục tử trong hội thánh dám chấp nhận vất vả, hy sinh, khổ đau vì Chúa và các linh hồn, để ngày càng nên giống Chúa và đem nhiều hoa trái thiêng liêng cho các linh hồn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Toàn quốc bước vào năm học mới, xin cho các thầy cô vừa giỏi chuyên môn, vừa giàu đức độ, để các học sinh, sinh viên được hướng một nền giáo dục toàn diện, mà trở nên những công dân lương thiện, biết sống nhân ái và quên mình vì tha nhân. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa nói: ai muốn theo tôi phải vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Xin cho các thành viên trong giáo họ một biết làm chủ bản thân, sống đời cầu nguyện trong sạch và hiến mình phục vụ tha nhân, để đời họ được định hướng theo ánh sáng tin mừng. Những ai sống đẹp lòng Chúa thì được ơn cứu độ nhờ sự khôn ngoan. Xin cho cộng đoàn phục vụ can đảm sống theo lề luật và thanh ý Chúa, để Chúa thành toàn cuộc đời chúng ta trong tình yêu, quyền năng và sự khôn ngoan của Người. Cảm bẫy mà phần người lại yếu đuối, chúng con khó thắng vượt những cảm xúc mù quáng trong lòng để sống theo luật Chúa. Xin ban cho chúng con ánh sáng và sức mạnh thần linh, giúp chúng con sống từng ngày đẹp lòng Chúa mà dệt nên cuộc đời thánh thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Con dâng lên Chúa, là ta.
chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, Chúa làm cho chúng con biết nhiệt thành phụng sự Chúa và sống hòa thuận thương yêu nhau. Ước chí của lễ này giúp chúng con tôn thờ Chúa cho phải đạo và ước chí tiệc thánh chúng con cùng nhau chia sẻ, thúc đẩy chúng con nên y hợp tâm đầu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Thánh là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha Người đã mở cửa nước trời. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và ca thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thơ ngay sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa hưng lên, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con chưa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần,
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giáo mục Gioan, giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là các linh hồn mà chúng con dâng lễ cầu nguyện hôm nay, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng, lần Chúa cứu thế và theo thể thứ người dạy, chúng ta giáng nguyện rằng: xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang ghi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng gì.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, Chúa đã dùng lời Chúa và bánh thánh để dưỡng nuôi và thêm sức mạnh cho chúng con. Xin cho chúng con biết tận dụng những hồng ân này, hầu đang được thông phần sự sống của Đức Kitô luôn mãi, người hằng sống và hiền trì muôn đời. Kính mời cộng đoàn ngồi. Trước hết hôm nay chúng ta hướng đến mừng kính quan thầy của giáo họ một Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh. Xin tất cả cộng đoàn chúng ta chúc mừng họ một bằng một tràng pháo tay thật lớn. Chúng ta cầu nguyện cho giáo họ một luôn luôn được hiệp nhất, yêu thương và biết nâng đỡ nhau. Và cha cũng có một vài cái thông báo của giới thiếu nhi, xin thông báo đến quý ông bà, chị em, quý phụ huynh. Vào tối nay lúc 18:45, các em thiếu nhi chuẩn bị lãnh nhận bí tích thêm sức sẽ thi khảo hạch đợt 1 tại phòng giáo lý. Ngày thứ năm ngày 8 tháng 9 sau thánh lễ thiếu nhi sẽ chấm điểm thi đua làm lồng đèn mừng trung thu cho các lớp. Xin quý phụ huynh tạo điều kiện cho con em mình hiện diện, cổ vũ khích lệ tinh thần của đoàn thiếu nhi. Vào ngày thứ bảy mùng 10 tháng 9 lúc 17:30 sẽ có thánh lễ trung thu, cầu nguyện cho các em thiếu nhi trong giáo xứ. Xin quý phụ huynh đưa con em của mình đến tham dự. Lưu ý sau thánh lễ sẽ có quà cho các em và có rước đèn trung thu để tạo niềm vui cho các em thiếu nhi trong giáo xứ. Chủ nhật ngày 11 tháng 9 vào lúc 7 giờ có thánh lễ cầu nguyện cho năm học mới. Sau thánh lễ sẽ có khai giảng năm học giáo lý. Kính xin quý phụ huynh nhắc nhở và chuẩn bị cho con em mình để tham dự ngày khai giảng đầy đủ và trọn vẹn. Năm nay giáo xứ có mở thêm 2 lớp giáo lý dành cho các em thiếu nhi 5 và 6 tuổi. Xin quý phụ huynh nào có con em trong độ tuổi trên đến văn phòng giáo lý hoặc gặp trực tiếp thầy xứ để nhận đơn đăng ký. Xin lưu ý quý phụ huynh nộp lại đơn đăng ký cho thầy hoặc cho các anh chị giáo lý viên vào Chủ nhật lễ 2 ngày 11 tháng 9. Nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác huấn giáo, giáo xứ xin mời gọi những bạn trẻ tích cực tham dự, đăng ký tham dự vào việc dạy giáo lý và tham gia vào gia đình giáo lý viên để có người hỗ trợ cho việc huấn giáo, cho những mầm non, cho những tương lai của giáo xứ. Những bạn trẻ nào muốn tham dự xin gặp và đăng ký trực tiếp với thầy xứ. Xin cảm ơn cộng đoàn, kính mời cộng đoàn đứng. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiến vinh sáng lang. Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. Lạy trái tim cực thánh cực tình rất thánh Đức Bà Maria. Lạy ông thánh Giuse là bản thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Nữ vương ban sự bình an. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.